À, xin chào vị đã đến chương trình Từ Trường TV. Thì vừa qua ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Hà Nội có diễn ra một hội nghị rất là đặc biệt, đó là hội nghị văn hóa toàn quốc, và cái quy mô của nó rất là lớn. Có thể nói rằng trong 75 năm qua, tức là từ cái hội nghị văn hóa lần thứ nhất á, vào ngày 24 tháng 11 năm 1946, tức là dưới thời Việt Minh, và đến ngày hôm nay thì 75 năm sau mới có một cái hội nghị văn hóa quy mô lớn như vậy. Và người ta thấy sự tham gia của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, và ngay cả ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã có một bài phát biểu về văn hóa, nó rất là coi như là rất là thẳng thắn. Và qua đó thì cũng có tổng kết trong cái thời gian thời kỳ đổi mới vừa qua, cũng như là những sự phát triển văn hóa của Việt Nam, của chúng ta đã đạt được những thành tựu gì. Và bên cạnh đó thì rất là nhiều các cái sự thiếu sót, và cũng coi như là phê phán những cái tình trạng, nói chung là có những cái nhược điểm của cái quá trình mà chúng ta đang phát triển văn hóa ở Việt Nam. Và qua đó thì cũng đưa ra một số các cái phương hướng cũng như là cái kế hoạch để mà ổn định cũng như là phát triển cái vấn đề văn hóa của Việt Nam, duy trì cái truyền thống văn hóa, cái đặc sắc văn hóa của Việt Nam. Thì có thể nói rằng đây là một cái vấn đề được người Việt Nam không chỉ là ở trong nước không, mà ngay cả những kiều bào ở hải ngoại cũng rất là quan tâm. Bởi vì những người mà ở hải ngoại đó không phải là người ta hoàn toàn là chống đối với cái chính quyền của Việt Nam, hay là người ta có ác cảm hoàn toàn với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thật ra thì người hải ngoại cũng có rất là nhiều các cái xu hướng khác nhau. Có những người mà họ cực đoan hơn hà, họ có cái ác cảm đối với chính quyền Việt Nam thì họ chỉ trích rất là nặng nề. Họ cứ nói rằng ở trong nước là không có văn hóa, và bây giờ là văn hóa xuống cấp, thiếu đạo đức, rồi con người ta trở nên ác cảm, vô cảm, gì đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà những cái người mà mang rất là trung dung hơn á, ngay cả những người Việt Nam ở trong Việt Nam cũng vậy, trong thời gian những năm gần đây thì có thể nói rằng nhiều người mà tâm huyết với cái sự phát triển, cái sự trăn trở với cái vận mệnh của đất nước, thì dĩ nhiên là người ta cũng có những cái lo lắng, có những cái mà ưu tư, nhất là cái lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực văn hóa, vấn đề đạo, vấn đề mà đạo đức về cái cách cư xử, cái cư xử ứng xử giữa người với người, rồi ngay cả vấn đề văn học, vấn đề mà nghệ thuật nữa, thì nói chung là về vấn đề đạo đức nữa, ngay cả vấn đề mà chấp hành pháp luật nữa, nói chung thì có quá nhiều các vấn đề để mà người ta có những cái sự ưu tư. Dĩ nhiên là trong mỗi một cái lĩnh vực đó nó có những cái tồn tại, và chúng ta đã thấy rồi, thông qua các cái vụ việc mà tiêu cực hay là những cái vụ án bị phá ra, nhất là trong cái lĩnh vực giáo dục là một lĩnh vực rất là quan trọng để mà có thể đạt được cái mức văn hóa, và đào tạo của con người vẫn là chủ thể trung tâm, ai cũng hiểu được điều này rồi. Thì có thể nói rằng chính vì cái sự quan tâm quá lớn như vậy, và người ta thấy rằng đối với một đất nước như Việt Nam, một cái đất nước mà có 100 triệu dân, và nếu mà tính theo cái số dân đó thì nước Việt Nam của chúng ta đứng hạng 15 trên thế giới, tức là cũng một cường quốc về vấn đề mà dân số rồi. Và một khi mà cái thị trường, một cái nơi mà có nhiều dân như vậy thì cái tiếng nói của chúng ta rất là quan trọng, và khi nhắc đến Việt Nam thì có rất là nhiều nước trên thế giới họ biết, và con người của Việt Nam thì bây giờ cũng là tỏa ra đi khắp trên thế giới rồi. Và cái bản sắc văn hóa dân tộc là một điều rất là quan trọng. Khi mà chúng ta nhắc tới cái người Nhật chẳng hạn thì người ta nghĩ ngay tới cái gì? Dĩ nhiên là ngoại trừ có văn hóa ẩm thực ra, còn có văn hóa về trang phục, về hóa ứng xử nữa, và văn hóa về nghiên cứu học thuật, hay là nó có những cái thành quả gì. Và ngay cả khi mà nhắc tới Hàn Quốc cũng vậy, còn nhắc tới người Việt Nam của chúng ta thì như thế nào. Và dĩ nhiên là nếu như mà nó lai căng á, nó pha trộn, hoặc là nó không giữ được cái bản sắc dân tộc, thì đó là một cái điều rất là đáng buồn. Còn những người Việt Nam tha hương, ví dụ như ở tại Hoa Kỳ chẳng hạn, thì người Việt Nam ở tại đây cũng giữ gìn văn hóa dân tộc. Có thể nói rằng giữ gìn bằng cái cách là giữ gìn những cái truyền thống thì đúng hơn. Ví dụ như là cố giữ cái tiếng nói tiếng Việt, cái tiếng Việt để mà gọi là có thể nói rằng tiếng Việt còn là người Việt còn. Hoặc là người ta thường nói là cái mái chùa đó là nơi chuyên chở hồn dân tộc. Bởi vì trong cái đạo Phật mà khi mà ra nước ngoài người ta xây cũng khá nhiều chùa, và những người Việt Nam ở khu nào đó thay xây chùa rồi
Khi mà lễ hội Tết nhất thì cũng sinh hoạt xung quanh cái chùa chiền. Và chùa đó thì không, trong cái đạo Phật không chỉ là vấn đề mà giáo lý của đạo Phật không, mà nó cũng có những cái gọi là những phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta cũng được gìn giữ trong đó, cái đạo lý của người Việt Nam, cái cách cư xử hay còn gọi là đạo ông bà đó, nó cũng rất rất là gần. Cho nên là thường thì chùa lúc nào cũng gọi là chuyên chở hồn dân tộc là chỗ đó. Và những cái lứa thế hệ trước của người Việt Nam mà qua bên Mỹ rồi thì cũng truyền dạy lại cho thế hệ sau về về tiếng Việt. Và ai cũng mong muốn rằng dạy cho con cháu của mình á, nhiều tiếng Việt, chừng nào tốt chừng nấy. Các cái lứa mà ba mẹ ông bà đi qua có thể là lỡ thời đó thì có thể là người ta không giỏi tiếng Mỹ thì được, nhưng mà người ta cố gắng để mà cho con của họ, cháu của họ không dốt về tiếng Việt. Dĩ nhiên rằng khi mà nó giữ được cái tiếng Việt, nó sẽ hiểu được thế nào văn hóa, thế nào là truyền thống, và ngay cả cái cách cư xử, cách hiếu để, cái cách mà ứng xử ra làm sao, thì tất cả những cái điều đó là những cái điều mà thời gian nó rất có thể là bị mai một khi mà cái nền văn hóa nó bị đan xen, học theo cái lối sống của Mỹ, của Tây, của coi như là gọi lai căng rồi, cái kiểu mà sống vì mình không mà không có lo cho mọi người, và gọi là cái sống mà mang cái chất mà nó bản năng nhiều quá rồi, nó đua đòi đủ thứ chuyện hết, nó sẽ làm mất đi về cái nét truyền thống. Cho nên là ở tại Hoa Kỳ, những cái nước ở bên ngoài đó, ở ngoài Việt Nam thì có lẽ là nhiều khi họ cũng rất là cố gắng. Thí dụ như tại Hoa Kỳ đó thì trong những cái dịp lễ Tết, có thể nói rằng cái việc mà người ở Mỹ đó nhiều khi là lễ Tết người ta mặc áo dài, có khi chúng ta thấy là về Việt Nam thấy ít hơn đó. Tức là phụ nữ thì có lẽ ở trong Việt nước họ mặc áo dài thấy là bình thường, nhưng mà đối với người nam đó, con trai đó thì gần như là mấy cái dịp Tết, có lần chúng tôi cũng đã về dịp Tết, nhưng mà thấy rằng trong các cái hội chợ, các cái dịp mà đi ra ngoài đường phố chẳng hạn, thì hoặc là đi đến các cái chùa chiền, thì người đàn ông rất là ít mặc các áo dài, mặc dù là cái áo dài trong thời gian gần đây đó người ta làm rất là đẹp. Và nói chung á, thì cái việc mà giữ gìn văn hóa thì ở nước ngoài thì họ dạy cái tiếng Việt là chủ yếu, nhưng mà cái tiếng Việt thì họ dạy cũng nó cũng rất là khác nhau, mỗi một cái địa phương, mỗi một cái trung tâm thì người ta cũng có cái cách để mà truyền tải những cái ngôn ngữ tiếng Việt theo cái phương pháp của họ, chứ không có một cái giáo trình chung. Rồi ngay cả những ở trong Việt Nam thì sau này đó, thì khi mà thực hiện cái nghị quyết 36 cũng có một số các cái chủ trương nói rằng sẽ đưa các cái tiếng Việt hoặc là giúp đỡ cái tiếng Việt ra bên ngoài để mà cho các cái cộng đồng Việt Nam để mà gìn giữ các cái tiếng nói rồi các thứ. Nhưng mà có lẽ rằng cái chương trình đó nó phù hợp và nó phát huy tác dụng một số nơi ở bên Đông Âu. Tuy nhiên thì những cái khu vực như là khu vực gọi là cộng đồng tị nạn Việt Nam ở tại hải ngoại thì gần như rất là khó để mà có được những cái giáo trình như vậy ở trong Việt Nam. Dĩ nhiên là những cái giáo trình mà dành cho các đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đó thì người ta cũng không có phải là mang chất là nặng quá về chính trị. Ví dụ chính trị ở trong nước là yêu đảng, yêu chủ nghĩa xã hội là cái gì cái gì gì, thì có lẽ là nó không phù hợp với cái cách mà những cái cộng đồng như là cộng đồng ở tại Mỹ. Bởi vì cái cộng đồng này người ta nói là cộng đồng cờ vàng, cộng đồng của từ ở bên cái miền Nam Việt Nam, hay còn gọi là trước năm 1975 đó, thì Việt Nam Cộng Hòa chẳng hạn, nó cũng còn rất là nặng nề về những vấn đề như vậy. Cho nên rằng gần như người ta muốn giữ một cái sự là không có nước sông không đụng nước giếng và không có một sự giao thoa. Thì trở lại cái hội nghị ngày 24 tháng 11 năm 2021, thì có thể nói thấy rằng là cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng đó thì rất là ấn tượng, khi mà có những cái sự nhận định, thậm chí là có những cái sự phê phán nữa, và những cái sự thiếu sót trong cái thời gian vừa qua là những điều mà chúng ta thấy rằng nó rất là cần để mà chúng ta đề cập tới. Thí dụ như khi nói về những cái thành tựu đó thì thật ra cái thành tựu thì cũng khá là nhiều. Thành tựu thì ai cũng hiểu được rằng trong cái thời gian vừa qua, trong cái bài phát biểu này thì dài, cũng khá dài đó, dài tới hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi mà chúng tôi nghe thì chúng tôi cảm thấy rằng nó có quá nhiều các vấn đề ở trong đây. Và khi nói về cái thành quả thì chúng ta thấy rằng
nhìn lại cái thành tựu trong xây dựng và phát triển Việt Nam dưới cái thời lãnh đạo của Đảng và trong 35 đổi mới gần đây, thì thấy rằng những cái thành tựu to lớn trong cái sự nghiệp gọi là cứu quốc và kiến quốc, những thành tựu nổi bật khẳng định là nhận thức về văn hóa ngày càng toàn diện và sâu sắc trên các lĩnh vực, các cái loại hình, các cái sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu mới nhiều mặt của xã hội. Rồi nhiều có giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa được bảo tồn, được bảo lưu rồi được phát triển, và văn hóa chính trị trong và ngoài nước từng bước được coi trọng và phát huy hiệu quả. Công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa có bước khởi sắc và hoạt động văn hóa giao lưu với các hội nhập quốc tế có bước phát triển mới, xây dựng con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Việc đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu cái ác cái lạc hậu, chống các quan điểm hành vi sai trái tác hại đến văn hóa lối sống được chú trọng, nhiều tấm gương sáng được biểu dương lan tỏa vào đời sống xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa riêng, xây dựng và phát triển đất nước nói chung. Thì đó là cái điều mà ông trong cái bài diễn văn này nói về cái thành tựu đã đạt được. Tuy nhiên thì cái điều mà chúng ta lưu ý đó là cái phần nhận định về cái những cái điều mà chưa làm được. Bởi vì những cái điều mà chưa làm được, nếu mà không nhận định rõ đó, chúng ta không thấy được rằng đâu là cái khiếm khuyết và đâu là cái điều mà cần phải phê phán để rồi có những cái sự khắc phục. Thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng có nói rằng là tuy nhiên thì bên cạnh những cái thành tựu đã đạt được đó, thì chúng ta cần phải nhìn thẳng vào những cái hạn chế, những cái tồn tại bất cập, những cái yếu kém về văn hóa, tìm ra nguyên nhân để mà khắc phục. Thì những cái hạn chế đó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là văn hóa chưa được các cái cấp, các cái ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được sự quan tâm đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị. Thì kinh tế và chính trị và văn hóa là ba cái mặt ai cũng hiểu được rồi. Và ở đây thì nói rằng cái hạn chế yếu kém nổi bật nhất là có lẽ là vì cái sự mà nhận thức coi như là không có sâu sắc và không có thực sự quan tâm đầy đủ mà tương xứng ở góc độ là gọi là quản lý đó, và chưa thực sự trở thành nguồn động lực cũng như là nội lực nội sinh của cái sự phát triển của bền vững cho đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Thì cái chức năng giải trí chúng ta đã thấy rồi, trong nhất là trong năm rồi đó, có quá nhiều các cái sự giải mã, có quá nhiều những cái sự chỉ trích, thậm chí là có nhiều nơi bị cho rằng có một sự lũng đoạn về văn hóa nữa, và người ta đã coi như thương mại hóa về vấn đề văn hóa, nhất là trong lĩnh vực truyền hình, lĩnh vực giải trí và trong vấn đề nghệ thuật nữa. Thì nói chung trong thời gian gần đây đó, rất là ít các cái tác phẩm gọi là đi vào lòng người, những cái ngay cả lĩnh vực điện ảnh, lĩnh vực văn học, lĩnh vực sáng tác, lĩnh vực nghệ thuật, chúng ta thiếu nhân, có lẽ là thiếu nhân tài ha, thiếu những cái những cái động lực để mà tạo ra một cái sự sáng tác, tạo ra một sự sáng tạo. Người ta đã thấy rằng trong cái thời kỳ chiến tranh, thời kỳ mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói rất là rõ là trong thời kỳ chiến tranh, mặc dù là khó khăn như vậy, và đất nước trong cái thời kỳ xây dựng mà đất nước gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, rồi trong cái lúc mà đấu tranh gian khổ, thì người ta vẫn có những cái tác phẩm mà gọi là tác phẩm để đời, và những cái tác phẩm đó đi vào lòng người, nó chứa chan tình cảm và nó mang chất xây dựng rất là nhiều. Nhưng mà thời gian gần đây đó thì rất là ít những cái tác phẩm gọi là xứng tầm, và nó không phù hợp với cái xu thế chung để mà nó đồng hành với cái sự dương mình lên của cái đất nước trong cái thời đại mới. Và như là nói rằng phát triển các cái lĩnh vực văn hóa chưa đồng bộ, còn phiến diện nặng về hình thức, chưa đi sâu vào thực chất, thiếu những tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật lớn tầm cỡ, phản ánh được tầm vóc của sự nghiệp đổi mới, có tác dụng tích cực với việc xây dựng đất nước, xây dựng con người, môi trường văn hóa bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng tiêu cực, sự chênh lệch về văn hóa hưởng thụ giữa các vùng miền còn lớn. Thì đối với vùng dân tộc thiểu số thì cũng có một số các hạn chế, nhiều di sản văn hóa quý báu của dân tộc có nguy cơ bị xuống cấp, bị mai một, thậm chí là bị tiêu vong. Các lãnh đạo chỉ đạo quản lý văn hóa còn lúng túng chậm trễ, nhất là trong các cái thể chế, trong việc mà thể chế hóa các cái quan điểm chủ trương đường lối
của đảng về văn hóa. Đầu tư văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, vân vân. Chất lượng và số lượng của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa chưa đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu phát triển văn hóa trong thời kỳ mới. Công tác giới thiệu quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài chưa mạnh, tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại còn hạn chế, chưa coi trọng đúng mức và có biện pháp gọi là tích cực để mà gìn giữ, bảo vệ và phát huy những cái giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, nhiều khi bắt chước nước ngoài một cách nhố nhăng, phản cảm, không có chọn lọc, nói nặng ra là vô văn hóa, phản văn hóa. Thì đây là một cái điều rất là thẳng thắn. Và có thể nói rằng những yếu kém, những cái bất cập nêu trên chậm được giải quyết, mặc dù đã được nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần trong các văn kiện, các nghị quyết của đảng, sự yếu kém, khuyết điểm này đã gây ra hệ lụy, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, xã hội, đến xây dựng con người và môi trường văn hóa của chúng ta. Và những cái khuyết điểm trên đây đó thì có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhưng mà trong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là chính. Đặc biệt là trong công tác lãnh đạo quản lý, chúng ta chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc về toàn diện về văn hóa của đảng, nhất là trong thời kỳ đổi mới hiện nay, phương thức lãnh đạo về văn hóa chậm được đổi mới, chưa thích ứng kịp thời với sự vận động và phát triển văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thì nói chung là cái phần này là nói về cái việc mà về góc độ quản lý và vấn đề mà thể chế hóa và chưa đưa ra một cái thiết chế đầy đủ mà nó phù hợp với cái tình hình mới để mà quản lý văn hóa cho nó có một sự phát triển. Thì có thể nói rằng khi mà nghe cái bài phát biểu này đó, những cái đoạn mà nói về những cái sự khiếm khuyết trong thời gian vừa qua, mặc dù là từ ngữ có lẽ là dùng ở mức độ thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy nó phản ánh được là rất là nhiều những cái vấn đề tồn tại trong thời gian vừa qua. Và qua cái sự đánh giá như vậy đó, để mà trước đây đó thì nhiều người khi mà nói về văn hóa Việt Nam có xuống cấp hay không là vấn đề mà cư xử đánh gọi ngay cái rất là nhiều các cái sự thiếu sót, thì nhiều người có thể là bị quy chụp hoặc là bị nói rằng là nói xấu, hay là có lẽ là bị coi như là lợi dụng quyền tự do dân chủ gì đó để mà xâm phạm vào những cái lợi ích của nhóm này hay là của tổ chức kia, hay là chỉ trích vào những cái ngành nghề. Dĩ nhiên trong lĩnh vực văn hóa đó có quá nhiều các vấn đề để người ta làm, không chỉ là vấn đề giải trí, vấn đề sáng tác, vấn đề nghệ thuật không, mà ngay cả về vấn đề đào tạo nữa. Đào tạo cũng có vấn đề, và cái cách cư xử của con người mới là cái điều quan trọng. Trong cái đài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng thì nói nhiều về cái đạo đức của cái con người, nói chung là nhấn mạnh con người là một cái trung tâm, là một cái chủ thể sáng tạo, và cái con người cũng là cái đối tượng để mà cái việc phát triển văn hóa trở lại phục vụ, tức nghĩa là vừa là chủ thể mà vừa là cái nhân tố chính, một cái động lực để mà phát triển văn hóa. Thì dĩ nhiên rằng chúng ta nói rằng trong cái con người đó thì là những cái người mà lãnh đạo hay là những cái người mà nằm trong cán bộ đó là một cái nhân tố rất là quan trọng rồi, ai cũng hiểu được cái điều đó. Thí dụ trong thời gian gần đây thì có cái quy định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về cái việc mà sửa đổi 19 điều mà những cái điều mà đảng viên không được làm, trong đó nhắc nhiều về vấn đề mà cư xử, về cách xử sự, các cái lối sống, cái đạo đức, cái tác phong, cái việc mà gương mẫu của những người lãnh đạo. Và dĩ nhiên là những cái người mà lãnh đạo đó mà không có gương mẫu, chẳng hạn ở góc độ mà đảng viên mà ở tầm mà gọi là tầm chiến lược, cái tầm mà có thể nói là cán bộ nguồn của ở càng cái cấp càng cao thì dĩ nhiên cái sự gương mẫu phải càng lớn. Và có thể nói rằng văn hóa là nó có thể hiện ra nhiều thứ, vấn đề mà đạo đức, vấn đề mà lối sống và cách cư xử, nhưng mà người ta nói rằng cái đạo đức đó là một phạm trù rất là rộng. Cái đạo đức thì là cái điều đòi hỏi mọi người phải chấp hành, mọi người phải những là những người mà nằm trong cái giới lãnh đạo đó thì càng phải căng hơn. Còn đối với những người dân thường thì ta nói là cái đạo đức thì mang chất là mức độ thấp thôi, anh không cần vi phạm pháp luật là cũng đã chấp nhận rồi. Dĩ nhiên là khi mà anh vi phạm pháp luật là anh mất đạo đức rồi, không thể nói rằng người mà có tội là cái người đạo đức đợi, bởi vì chính vì anh vi phạm pháp luật. Pháp luật người ta nói là pháp luật là đạo đức tối thiểu, còn đạo đức là pháp luật tối đa.
và sống ở trong đời đó, thì những người mà phải có cái đạo đức chứ không phải là vấn đề pháp luật không. Mình nói rằng miễn sao là trong cái xã hội chúng ta không vi phạm pháp luật là được, không vi phạm pháp luật thì tức nghĩa là không bị lôi ra pháp luật, nhưng mà chưa chắc chúng ta có đạo đức, chưa chắc cái người đó có đạo đức, bởi vì nhiều khi họ cũng lem nhem, họ cũng làm vấn đề cá nhân, vấn đề bè phái, có khi họ cũng xài bằng giả, học giả, rồi họ cũng tranh thủ nịnh hót, hoặc họ làm đủ thứ chuyện hết để mà họ giữ được cái chức vụ đó, hoặc là họ cứ cái kiểu mà mua bằng cấp, nó kêu kiểu là hư danh các thứ, thì nhiều khi họ cũng không có đạo đức, hoặc là họ đã có nhúng chàm rồi, họ đã vi phạm pháp luật rồi, nhưng mà pháp luật chưa có bắt được, hoặc là có những cái trường hợp mà cũng đã vướng tới cái vấn đề mà pháp lý, nhưng mà vì tình ngay lý gian tình ngay dành đủ thứ chuyện hết mà cũng không thể buộc tội họ. Cho nên góc độ nào đó, đó thì không phải là không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật thì gọi là có đạo đức đâu. Dĩ nhiên rằng có thể nói rằng trong cái bài phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng thì nhắn rất là nhiều về góc độ là con người, và con người ở đây thì nhắm vào cái con người là dưới góc độ là những cái cán bộ thì nhiều hơn. Thì có thể nói rằng cái góc độ chủ quan, dĩ nhiên là vấn đề xây dựng pháp luật, vấn đề xây dựng về thể chế và những cái quy định trong cái lĩnh vực này là một cái điều rất là quan trọng. Thí dụ người ta nói nhiều về cái việc mà bỏ lỏng cái văn hóa văn nghệ trong cái thời gian vừa qua chẳng hạn, để cho tư nhân hóa quá nhiều đi, những cái chương trình hài nhảm, những cái chương trình mà không có thiếu cái sự sáng tạo, thậm chí là xem xong rồi đó mình bỏ qua, rồi những cái bộ phim cũng vậy, nó không có mang tính chất giáo dục nhiều. Trước đây đó mấy chục năm người ta xem những cái vở chèo, những cái vở tuồng, hay là ngay cả những cái vở cải lương đi nữa, hay là những cái bài nhạc, những cái bài thơ đọc xong rồi nhiều khi cảm thấy là nó vui sướng trong vòng mấy ngày trời, thậm chí là người ta cảm thấy rằng nó có cái tính chất giáo dục rất là nhiều trong đó. Nhưng mà gần đây đó, gần như là những cái món hàng, những cái sản phẩm gọi là văn hóa đó, mà theo kiểu là chợ búa, theo cái kiểu rằng mì ăn liền đó, kiểu coi xong là quên. Dĩ nhiên là chúng ta không thể nào mà đi cái tiếp nhận cái mới ở bên ngoài theo kiểu là không có chọn lọc được. Thí dụ như vừa qua là ở bên Hàn Quốc họ có một cái bộ phim mới, cái bộ phim đó không thể nào, cũng là không muốn nhắc tới cái tên bộ phim đó nữa, bởi vì có một sự đâm chém giết người làm lung tung trong đó. Và rất là may khi mà những cái bộ phim như là Bụi Đời Chợ Lớn thì cái kiểu như vậy mà đã không có được cấp phép, chứ nếu mà được cấp phép đó thì nó sẽ đi quá xa và nó đi quá sâu. Và trong cái bài phát biểu này thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng có nói rằng trong cái thời gian gần đây đó thì nhất là trong thời kỳ đổi mới thì rất là ít những cái tác phẩm mà hay, có cái bài nhạc nào hay là có một cái tác phẩm nào mà gọi là hay, thì dĩ nhiên là sẽ có những cái sự tranh cãi, người ta sẽ nói rằng trong cái lúc này thì có khi mà có người thì họ thích bài nhạc này, họ không thích bài nhạc kia, nhưng mà một những cái bài nhạc mà đi vào lòng người để mà có là nó tồn tại trong rất là nhiều năm đó, năm tháng thì rất là ít. Và trong đây đó thì nói về rất là nhiều thứ, trong đó thì cái việc mà phải đề ra một số các cái biện pháp và những cái phương hướng thì trong đó thì nói nhiều lắm. Thí dụ như nói rằng cái việc mà khơi dậy cái tinh thần yêu nước, rồi cái sự đoàn kết, rồi cái ý chí tự cường và cái khát vọng gọi là vươn lên của những người Việt Nam của chúng ta, rồi phát huy những cái giá trị văn hóa gọi cái tinh thần cống hiến, rồi ngay cả cái việc mà xây dựng cái con người trong cái thời kỳ đổi mới phải phải phù hợp và gắn với những cái giá trị gọi là gia đình, giá trị truyền thống, và quốc gia kết hợp nhuần nhuyễn với giá trị truyền thống yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình và trung thực. Thì nói về cái gia đình thì lúc nào cũng là một cái tế bào rồi, một cái điều mà rất là quan trọng. Nhưng mà cái truyền thống á, có lẽ là quốc gia phải quan trọng hơn, ai cũng hiểu. Thì thời gian trước đây đó cũng có nhiều cái điều mà người ta nói rằng cái văn hóa làng xã, văn hóa gọi là họ tộc, thì nhiều khi được nhấn mạnh quá, nhiều khi được chú trọng quá, và nhiều cái gia đình đó thì cứ nghĩ là trong cái dòng họ của mình thôi, người ta xây những cái nhà tộc, rồi người ta cứ cứ họ này để mà tranh với cái họ kia, thì để rồi cuối cùng đó cứ tạo ra một cái di cánh, người ta thấy là những người trong họ, những người trong gia đình đó thì được phong quan, được tạo các cái điều kiện, trong khi đó thì những người ở bên ngoài thì khó khăn hơn. Thì đó là một cái điều mà cũng là một cái nét
Có thể nói rằng cũng là một trong những cái hạn chế mà trước đây chúng ta có một xem một cái bộ phim, thì những cái bộ phim mang tên gì cũng rất là lâu rồi, của ở ngoài miền Bắc đó, thì cũng nói về những cái làng xã đó, thì những cái cán bộ trong cùng một cái xã thôi, nhưng mà vì cái họ này họ kia với nhau mà người ta cũng có những cái sự tranh chấp, và cũng tranh chấp rất là quyết liệt nha, thậm chí là giành chức vụ nữa, thì đó là cái điều rất là tệ hại, và cho thấy rằng á là cái việc mà đưa lên cái phát triển văn hóa thì nó có rất là nhiều thứ, và cái góc độ giáo dục cũng là góc độ quan trọng thôi. Góc độ giáo dục mà nó không có trung thực ngay từ đầu á, nó đã giả ngay từ cái kiến thức đầu tiên, nó giả trong cái cách xử sự đầu tiên của những cái người gọi là thí sinh đi, hay là những giáo viên đi nữa, thì trong cái giới gọi là trí thức, cái giới gọi là sáng tạo đó, nhưng mà cuối cùng thì họ cũng có một cái nền móng mà đã đào tạo mà nó không có đúng, thì dĩ nhiên nó sẽ dẫn đến một cái hệ lụy rất là lớn rồi. Bởi vì con người mà, thì ai cũng nghĩ rằng cái vấn đề bằng giả, cái vấn đề giả về trí tuệ và giả về cái cách đạo đức nữa. Những năm gần đây chúng ta thấy là có phát hiện khá nhiều các vụ án, thậm chí là các quan chức rất là lớn nữa, và những người thường lúc mà đang tại chức thì đứng ở trên bục giảng nói chuyện rất là dữ dội, dạy dỗ cho người khác về thế nào là đạo đức, thậm chí là đạo đức cách mạng, rồi dạy dỗ cho người khác về vấn đề mà coi như là đứng trước những cái diễn biến, tự diễn biến gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì họ là cái người gì, họ là người ác, họ là cái người vô đạo đức, và họ là người phản văn hóa, nói chung là không thể chấp nhận được, và họ trở thành tù nhân. Và những cái điều như vậy đó nó cứ diễn ra là bởi bởi vì sao? Bởi vì thiếu một cái sự giám sát chẳng, hay là vì gọi là người ta nói đổ thừa cho cám dỗ, đổ thừa cho đủ thứ chuyện hết, nhưng mà chung quy lại thì gì, vẫn là cái cơ chế, vẫn là thiếu một cái sự giám sát, hay là thiếu những cái sự mà cư xử nó không có đúng. Ví dụ những người mà ở chung một cái cơ quan hay là chung một cái đơn vị, mà người ta khi mà thấy phát hiện một cái vụ việc gì đó, người ta tố cáo ngay lập tức, hoặc là người ta ngăn chặn, đưa ra kiểm điểm, đưa ra đủ thứ chuyện, thì dĩ nhiên là nó đã chặn từ đầu rồi. Chứ cũng có một cái sự cả nể, ví dụ như sếp làm như vậy, thấy cũng đi đi về về cặp cổ với cái em đó là nhí quá trời luôn, hoặc là nhận tiền nhận của ai đó, nhiều khi mình cũng làm lơ đi rồi mình cũng không nói, cho nên nó cứ như vậy mà nó để tạo ra rất là nhiều cái việc này sai trái, càng lúc nó càng lộng hành hơn. Và như là cái việc mà chống tham nhũng vậy, chống tham nhũng mà lôi những cái người mà tiêu cực ra bên ngoài đó, thì trước đây chúng ta thấy rằng có người cũng đã nói rằng là phải có một cái văn hóa khinh bỉ vấn đề tham nhũng, tức là mình phải biết khinh bỉ họ và mình phải chê bai họ, và những cái người đó là những người mà rất là tồi tệ, và những cái tham quan vô lại đó là những cái người không xứng đáng, không có đạo đức, và phải gọi là không có văn hóa luôn, và phải phải đẩy họ ra khỏi các cái đời sống mà bình thường mà không thể tôn trọng họ được. Và cho nên là khi mà người ta xử lý về những cái người đó có cái cách là họ tước luôn các cái chức vụ của họ, thậm chí là làm trước đây trong cái thời gian mà vì anh phấn đấu anh làm đủ thứ chuyện hết, mà anh sai trái trong cái quá trình đó thì người ta cũng tước luôn các cái chức vụ đó, mặc dù là cái chức vụ đó không còn nữa, nhưng mà cũng phải xử sự luôn, tức là không cho anh hưởng hưởng những cái quyền lợi mà trong cái quá trình đó anh được hưởng, bởi vì anh nó được xây trên một cái nền móng rằng một sự giả dối hay là một sự vi phạm. Và cho thấy rằng là có khá nhiều những cái phần đó mà được đề cập tới khi mà nói về vấn đề quản lý và vấn đề mà bồi dưỡng đội ngũ trí thức, đội ngũ mà làm công tác nữa, rồi thậm chí là tập trung theo cái kiểu là tránh cái đà đầu tư dàn trải và nâng cao hơn nữa về cái chế độ đãi ngộ. Trước đây thì thật ra thì cái sáng tác á, trong vấn đề văn học hay là vấn đề nghệ thuật đi nữa, thì phải nói là cái sự sáng tạo của con người ta nó không theo một cái khuôn mẫu nào cả, và bây giờ người ta đổ thừa rằng có lẽ là vì vật chất nhiều quá cho nên người ta không có sáng tạo nổi, hoặc là nói là nghèo quá cũng không có đủ điều kiện để mà sáng tạo, thì nó không có đúng. Trước đây thì cũng có lúc là nó rất là nghèo, người ta vẫn sáng tạo, vẫn sáng tác, và thậm chí là có lúc mà người ta cũng còn xây dựng một cái mô hình rồi trao đổi qua lại với nhau và hướng dẫn cho nhau, rồi xây dựng những cái trại gọi là sáng tác này kia cái nọ, rồi đưa những cái nhà văn nhà thơ gì đó đi vào những cái khu vậy, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có ra một cái tác phẩm nào cả.
không phải đơn giản là nó dễ dàng để mà tạo ra một cái nguồn cảm hứng để mà có những cái tác phẩm để đời. Và có lẽ là như vậy thì bây giờ thì cũng có nhiều cái môi trường văn hóa cũng rất là quan trọng. Khi mà người ta sáng tác mà ta thấy rằng nó không có khả năng tồn tại hoặc là không có được không có sống được đó, mà cứ chạy theo những cái kiểu mà những cái sản phẩm mà chợ búa đó, thì có lẽ là họ sống nhiều hơn, cho nên là họ cứ cứ không có cần thiết. Và trong cái phần phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng đó, chúng tôi rất là thích khi mà có cái phần nói là cái chú trọng cái văn hóa ứng xử. Cụ thể cái đoạn này là nói là chú trọng cái văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những cái giá trị tích cực về thuần phong mỹ tục gia đình và xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý của xã hội. Thì đây là những cái điều mà dân tộc của chúng ta đã nghe rất là nhiều lần rồi. Trước đây thì có những cái sự chỉ trích nói rằng cộng sản là không có đạo lý, cộng sản là phá vỡ hoa gia đình, cộng sản là coi như đủ thứ chuyện hết, cái gì mà người ta thấy rằng xảy ra những cái biến chứng gì đó trong xã hội, những cái vụ án tiêu cực, những cái vụ án hình sự nổi cộm nào đó thì người ta đổ thừa cho cái chế độ, đổ thừa cho cái xã hội. Nhưng mà thật ra những cái điều đó nó không có đúng, bởi vì một xã hội mà nó quá đông dân như vậy thì chắc chắn nó cũng xảy ra rất là nhiều tiêu cực, xảy ra những cái hệ lụy rồi. Và những cái vụ đó là những cái vụ mà nó cũng mang tính chất là nó điển hình thôi. Ngay tại Hoa Kỳ cũng vậy, Hoa Kỳ cũng có những cái vụ như là thời gian vừa qua là họ đi cướp trong các cái tiệm ăn đó, cướp trong các tiệm mà mua bán hàng hóa, họ đâu phải đói đó, họ cướp những cái hàng hóa đắt tiền thôi. Rồi sai phạm của cảnh sát cũng vẫn có, sai phạm của quan chức cũng lem nhem, rồi cũng ăn hối lộ, rồi ngay cả cũng gái giết rồi cũng đi tù, thậm chí là bị mất chức luôn, đủ thứ chuyện hết. Ở nơi nào cũng có những cái hệ lụy, nhưng mà không thể đổ thừa đó là cái nền chính trị của Hoa Kỳ nó tạo ra như vậy, hay là cái xã hội Hoa Kỳ nó tạo ra những cái con người như vậy. Nếu như một xã hội mà tạo ra những cái con người như vậy hết thì cái xã hội nó không còn gì nữa rồi, chứ không phải là nó được tồn tại bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu chục năm nay. Thì đó là cái điều mà thấy rất là rõ và rất là thích khi mà trong cái bài viết này đó, trong cái phần đọc của ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhiều về những cái thuật ngữ hay là những cái câu ca dao, rồi để rồi nhắn nhủ đối với những người có trách nhiệm, như là nói về cái việc mà đạo lý công lý và đạo lý xã hội, và như là nhiễu điều phủ lý giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, bầu ơi thương bí lấy cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng, thương người như thể thương thân, rồi lá lành đùm lá rách, rồi lá rách ít đùm lá rách nhiều, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, rồi kính lão đắc thọ, kính già già để tuổi cho, anh em như thể tay chân, kính trên nhường dưới, vợ ta đối rách ta thương, vợ người áo gấm song hương mặt người, rồi thuận vợ thuận chồng tác biển đông cũng cạn, thuận bè thuận bạn tác cạn biển đông, đối cho sạch rách cho thơm, thật thà là cha quỷ quái, tôn sư trọng đạo lời chào cao hơn mâm cỗ, mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng, giữ lấy nếp nhà giữ lấy chân quê, rồi giữ lấy tình nghĩa thủy chung son sắt, như là bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu chẳng hạn, hoặc là giữ lấy chân quê như là bài thơ của Nguyễn Bính rất là nổi tiếng chúng ta đã nhớ năm 1936, và xây dựng các quy tắc ứng xử trong các cái cơ quan công quyền nữa, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới nghệ sĩ, vân vân. Rồi kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Nguồn gốc của mọi sự tham nhũng tiêu cực hư hỏng ngay trong các cái ngành văn hóa, các cái cơ quan làm văn hóa, chú trọng thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên. Thì tất cả những cái điều này đó, mà khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy rằng hy vọng rằng sau cái đại hội này sẽ có rất là nhiều cái việc mà chỉnh đốn lại. Người ta nói rằng giống như cái văn hóa trong thời gian vừa qua nó có những cái sự lỏng lẻo gì đó rồi, mà đây là cái hội nghị, mà qua cái hội nghị thì giống như người ta xiết bù lông con táng lại và để cho nó chặt chẽ hơn, và có nhìn thấy được nó có những cái vấn đề gì đó mà nó đã tạo ra trong cái xã hội thời gian vừa qua. Thì có những ý kiến cũng nói rằng coi như là qua đợt này thì nhiều khi những cái sự mà lùm xùm đó trong thời gian vừa qua giữa ở trên mạng xã hội chẳng hạn, và những cái sự chỉ trích qua lại với nhau, rồi lợi dụng quyền tự do dân chủ và
ngay cả cái việc mà tấn công cá nhân, ngay cả cái việc mà tố cáo pháp luật như nữa, hay là lợi dụng các cái danh nghĩa này danh nghĩa kia, rồi tất cả mọi thứ sẽ đều được giải quyết hết, sẽ được lôi ra ánh sáng và sẽ được lập ra trật tự. Người ta thấy rằng ví dụ như trong cái phần phát biểu thì cũng có nói rất là rõ là xây dựng quy tắc ứng xử văn minh trong công quyền, cơ quan công quyền, trong cộng đồng, nhất là trong không gian mạng, trong giới văn nghệ sĩ. Trong với văn nghệ sĩ thì thời gian vừa qua cũng có một cái quy tắc ứng xử rồi, và trong cái không gian mạng, sử dụng không gian mạng cũng có một cái quy tắc ứng xử rồi, nhưng mà có lẽ là như thế cũng chưa đủ, và quy định là quy định nhưng mà vẫn phải có những cái chế tài. Những cái chế tài là cái gì? Ở độ pháp luật thôi, và có người ta thì ít nhất là phải chấp hành pháp luật trước cái đã, còn đi xa hơn nữa thì mới nói vấn đề đạo đức. Và dĩ nhiên là những người cán bộ, những người gọi là mẫu nghi thiên hạ, hay là gọi là đầy tớ của nhân dân, những người mà được ăn trên ngồi trước đi, có trách nhiệm trong cái việc mà phát triển đó, hoặc là quản lý xã hội, thì người ta phải phải là cái người gương mẫu hơn chứ còn con. Và dĩ nhiên là cái văn hóa nó có nhiều cái vấn đề, thí dụ như là cái tinh thần yêu nước, rồi cái tinh thần này tinh thần kia, đủ thứ chuyện hết. Thì thời gian gần đây cũng có nhiều cái điều á, người ta phải phải chỉnh đốn lại ngay trong những vấn đề pháp luật nữa. Thí dụ như trong cái quy định vừa rồi về cái 19 điều cấm, nó cũng đã bổ sung thêm một số cái điều mới, như là không được nhập quốc tịch nước ngoài đối với các đảng viên, hoặc là không được chuyển tiền nước ngoài chẳng hạn. Bởi vì trong thực tế nó đã xảy ra những trường hợp như vậy rồi, những cái đảng viên lãnh đạo gì đó, người ta chuyển tiền hoặc là người ta đi xin quốc tịch ở Manta, rồi thậm chí là họ mua quốc tịch ở nước khác. Một người yêu nước không thể chấp nhận được như vậy, cái nét xử sự như vậy là không có văn hóa, nó không thể là trung quân ái quốc được, nó không phải là hiếu với nước, hiếu với dân nữa. Và một cái điều mà gần như mình thấy nó ý thức tạo phản nó đã có rồi, ngay từ đầu rồi, đối với thời phong kiến mà cái manh nha tạo phản nó không có chung thủy, nó rất là quan trọng, nó không trung quân đó thì là một tội rất là nặng rồi chứ không phải đơn giản đâu. Và ở góc độ mà cán bộ mà trong cái bài phát biểu thì nói về cái việc mà việc mà tư nhân đó, không phải mà cái vấn đề quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thì chủ cá nhân là ai cũng hiểu được, chủ nghĩa cá nhân nó là nguồn gốc của mọi sự tham nhũng tiêu cực. Trong cái bài phát biểu ông Nguyễn Phú Trọng nhấn rất là mạnh cái chủ này, tức nghĩa là chủ nghĩa cá nhân nguồn gốc của coi như là đạo đức lối sống, rồi quét sạch chủ nghĩa cá nhân, rồi suy thoái cái tư tưởng đạo đức chính trị nữa, thì tất cả những cái điều này là cái điều được nhấn mạnh nhiều nhất. Ai cũng thấy là từ cái suy thoái về đạo đức, về vấn đề mà văn hóa, về tư tưởng, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nhân cách của con người đó, và cái nhân cách nó cũng chả ra gì thì bắt đầu là nó sẽ trở thành một người ác, nó chỉ biết lo vun vén cho gia đình, cho thân tộc, hay là ngay cho bản thân thôi. Và nó có thể là cái lòng tham vô đáy, bởi vì nó không có phải là dựa trên cái người đạo đức, và nó phá vỡ hết tất cả mọi thứ. Và vấn đề đào tạo cũng vậy nữa, người ta nhắc nhiều vấn đề đào tạo, và nó phải kết hợp chung với thí dụ như trong cái văn hóa, trong cái sáng tạo, ngay cả trong cái lĩnh vực báo chí, trong vấn đề truyền thông cũng vậy. Người ta không biết rằng sau này đó có những cái tác phẩm người ta đi hướng theo cái nào, những cái bộ phim mà cứ quay những cái cảnh mà nhà giàu rồi sống bung thùa, rồi có những cái cảnh mà nói chung là nó không mang cái tính chất giáo dục nhiều, rồi đánh đấm, rồi ghen tuông, rồi đủ thứ chuyện hết. Nói chung là nó không có phản ánh đúng thực tế đó, nó không có mang giáo dục. Trong khi đó đó thì cái con người lẽ ra một cái chủ thể, con người phải được tập trung bồi dưỡng về vấn đề mà trí trí tuệ, về vấn đề nhân cách, và cái nhân cách hy sinh, nhân cách mà coi như là phải biết sống vì vấn đề tha nhân. Nhưng mà cuối cùng thì sao, người ta cứ chạy theo các cái vật chất không phải là giàu đâu, kiếm tiền không phải là có nhiều tiền là giàu, mà người ta giàu về vấn đề trí tuệ, về vấn đề mà những cái ý thức sáng tạo, và ngay cả vấn đề mà đi vào coi như là đi hòa nhập với cái thời đại văn minh đó, cái điều đó mới quan trọng. Chứ còn bây giờ thì có lẽ là người ta muốn mở ra một cái nền kinh tế gọi là kiểu như là mới coi như là khởi nghiệp đó, và cứ khuyến khích cái sự so sáng tạo, cho nên là cứ nói là không có hạn chế, rồi để cho ai muốn nghĩ cái gì cũng được, thậm chí người ta muốn lật xuồng lại họ nói chuyện cũng được. Thời gian vừa qua có người cũng nói rằng là nên bỏ đi các cái khẩu hiệu rằng là tiên học lễ hậu học văn, những cái điều đó không phù hợp nữa, thì đã bị ném đá rất là nhiều, người ta đã chỉ trích rất là nặng nề về những vấn đề như vậy.
nói rằng cái nền giáo dục của Việt Nam hoặc cả trăm năm nay nó đã như vậy rồi, và lễ nghĩa mới là cái nền móng, nó là cái gì mối của cái người Việt Nam của chúng ta, tôn sư trọng đạo, và cái hiếu đệ nó có, chứ không thể là so sánh với Hoa Kỳ hay một cái nước nào khác được. Cái hiếu đệ của Hoa Kỳ nó rất là khác. Một cái người con cái khi mình ba mẹ mà lớn tuổi rồi, có thể là nó đưa vào nhà dưỡng lão, khi mà chết rồi thì nó mướn người khác để mà liệm rồi làm lễ lọc, rồi tới ngày làm lễ nó đến, nó khóc lóc, nó nói chuyện vài ba cái rồi người ta cũng đem đi chôn vậy thôi. Chứ nó không phải giống như người Việt Nam chăm lo từ trong bệnh viện các thứ này kia cái nọ, mọi thứ nó khác xa, rất là xa. Và cái lễ nghĩa thì nó là một cái điều rất là quan trọng rồi, nó tạo ra một cái rất là riêng người Việt Nam, và đi đến đâu người ta cũng thấy điều đó hết. Và bây giờ thì những cái sự mà lật xuồng để mà đưa những cái vấn đề lẽ ra, không bao giờ có thể là đưa ra được, đưa ra cãi để làm gì. Hoặc là trước đây thì cũng có người nói rằng thôi bỏ luôn các cái tập quán của người Việt Nam như là ăn Tết ta chẳng hạn, bỏ Tết ta đi, còn đổ thừa cho Tết ta là một cái điều lãng phí, người dân phải tiêu tiền rất là nhiều trong cái Tết ta, và bỏ Tết ta để mà cái Tết Tây nó tiếp tục coi như là phù hợp với quốc tế, và như vậy để phát triển bền vững các thứ này kia nọ, không có ai chứng minh được cái điều đó cả, nhưng mà người ta cứ phát biểu thôi, người ta cứ nói lung tung hết. Và rất là nhiều những cái ý kiến, những cái đề xuất như vậy đó, mang tính chất là nó đảo ngược lại các cái giá trị truyền thống, các cái phong tục tập quán chẳng hạn. Thậm chí là có người đã nói đòi nghĩ bỏ đi cái lễ hội này, bỏ đi cái lễ hội kia, hoặc là sáng tạo những cái lễ hội ra một cách rất là lai căng, rất là nhố nhăng. Và đó là những cái điều mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua nó rất là bắt nháo rồi. Còn cái lĩnh vực truyền hình thì khỏi nói, là truyền hình của nhà nước, của quốc doanh, nhưng mà đã bị tư nhân hóa rất là nhiều. Những cái chương trình nhảm nhảm, những cái chương trình không có giáo dục gì cả, những cái chương trình chỉ chọt lét người khác để mà kiếm tiền thôi, và nó đã bị tha hóa rất là nhiều. Cái điều đó thì chúng ta hy vọng là xong cái đại hội này và thời gian tới á, thì các cái cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta siết lại, và sẽ có những cái vụ việc phải được giải quyết cho nó thấu đáo và lập lại các trật tự thôi, và sẽ có những cái tác phẩm nó hay hơn, rồi cái văn hóa đi vào chiều sâu hơn, cái giáo dục nó được cải cải tổ nó tốt hơn. Chứ còn cái ngành giáo dục gì mà những năm gần đây cải tạo thì cải tổ rất là nhiều, cải cách giáo dục người ta nói nghe riết nó rất là quen tai luôn, nhưng mà càng đổi thì lại không mới, và càng cải cách á, thì nó lại không có hiện đại, mà nó cứ tạo ra một sự hao phí, năm nào cũng đầu tư cho giáo dục rất là nhiều, nhưng mà người ta thấy vẫn cứ đi lanh quanh, và cái cách bố trí, cái cách đào tạo đó, những cái ngay cả lực lượng giáo viên, ngay cả sinh viên học sinh gì nữa, nó cũng rất là thiếu cái sự sáng tạo, và nó vẫn còn mang đến chắc là nửa nửa cái này nửa cái kia, theo kiểu là đổi mới thì không ra đổi mới, mà nó cũ thì cũng chả ra cũ, và đổi thì cũng chả thấy mới, thì đó là những cái điều mà đã bị chỉ trích rất là nhiều. Không chỉ là không phải là những người ở ngoài nước họ chỉ trích, mà ngay cả những người trong Việt Nam, và người ta thấy rằng những cái bộ sách gọi là giáo khoa gì đó mà cứ thay đổi liên tục luôn, con đứa con lớn nó đi học 1-2 năm sau thì nhiều khi đứa con nhỏ không thể học cuốn sách được, mà phải đi mua những cái sách khác, mà trong khi đó thì cái đổi mới mà người ta nghĩ là nó tiên tiến hơn, nhưng mà cuối cùng thì người ta phát hiện rằng có những cái chương trình có thể là khó mà để mà chấp nhận, thì thật ra thì cái hệ lụy nó vẫn có. Hoặc là cái việc mà sinh viên đại học và chạy điểm, chạy gì đó, là những cái tiêu cực trong cái giáo dục đó, ngay cả bằng giả như trường hợp Đại học Đông Đô chẳng hạn, những cái vụ việc như vậy mặc dù là nó cá biệt nhưng mà người ta cũng phản ánh được một phần nào đó. Và chính vì thực tế có những cái người đó họ có cái bằng cấp là tiến sĩ, bằng cấp này bằng cấp khác, nhưng mà họ phát biểu rất là ngây ngô, phát biểu thậm chí là sai trái rất là nhiều, cho nên người ta nghi ngờ những người đó là cái bằng á, thì cái bằng có lẽ bằng thiệt nhưng mà cái học vấn là giả, cái trình độ là giả. Thì tất cả những cái điều như vậy đó có thể nói trên trong cái lĩnh vực văn hóa, vẫn được giáo dục, lĩnh vực nghệ thuật, vẫn được văn học, vẫn được sáng tạo, ngay cả khoa học kỹ thuật đi nữa, thì cũng quá nhiều chuyện để mà nói, và hy vọng rằng người ta sẽ có những cái sự mà điều chỉnh lại nó đúng hơn, chứ không có thể nào đó mà trong trên nóng mà dưới lạnh á, thì nó cũng chả làm được cái gì đâu. Nhiều cái địa phương người ta có bỏ lỏng để người ta không có xử lý,
những cái phát ngôn trên mạng xã hội lung tung hết. Nhiều khi phát ngôn như vậy mà ở địa phương này người ta bị xử lý, nhưng mà người địa phương khác người ta không không xử lý, hoặc là người ta chậm xử lý. Ở chỗ này có thể là khởi tố rồi, nhưng mà chỗ kia khó khi người ta chưa khởi tố. Thì dĩ nhiên dư luận cũng mong rằng thời gian tới người ta sẽ giải quyết hết, không thể để một cái sự bát nháo quá nhiều như vậy, ít nhất là trên mạng xã hội. Đó là cái điều mà chúng ta muốn chia sẻ ngày hôm nay. Rất là cảm ơn quý vị, xin kính chào.